Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 21 tháng 7, thành phố Châu Đốc không ghi nhận ca mắc COVID-19. Hiện toàn thành phố có 11 trường hợp F0, trong đó người dân thành phố Châu Đốc là 10 người và Phú Tân 1 người. Theo đó, thành phố Châu Đốc có hai bệnh nhân đã được điều trị khỏi, chuyển về cách ly tại nhà 14 ngày ở phường Vĩnh Quân. Ngoài ra thành phố Châu Đốc có hai điểm cách ly tập trung: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang. Hiện có 239 trường hợp đang thực hiện cách ly trong đó 2 F0 từ An Phú và 1 F0 từ Tịnh Biên và một từ Tân Châu chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc điều trị. Sức khỏe bình thường, 659 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly, 9 người F0 đang điều trị tại Bệnh viện Quyện Châu Thành, 2 xuất diện. Quản lý cách ly tại nhà 668 người và 1.098 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Tính đến nay, thành phố Châu Đốc đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc khuyến cáo người dân hãy chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo dõi thông báo của chính quyền địa phương, thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.